Rồi xong. Không có cái gì.
Rồi bây giờ xong cái phần ở dưới đó các bạn. Bây giờ chuẩn bị là kéo nó sát vô luôn rồi xiết của tô tán lại ha. Ok. Bắt tán lại. Tán lại nhiều khi cái chắc này ha. Xiết con tán lại nha các bạn. Này dùng sức búa. Tán của tôi. Vậy thôi nha. Bye bye. Nhớ đăng ký kênh nha.